sống trên đời này là phải tự tin ha. Tuy rằng mình không có thể là đẹp như một cái người mẫu nào đó, hoặc là mình không có thể đẹp được như là minh tinh hay là cái gì đó, nhưng mà Hương có một cái lời khuyên như thế này, là mình sẽ là cái phiên bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất của mình. Cho nên mấy bạn đừng có tự tin, đừng có ngại là mấy bạn xấu gì hết. Cứ nghe lời Hương, xem cái video trước là một cái video mà Hương hướng dẫn cách tập luyện, và cái video này là cách video mà Hương chia sẻ cái ăn uống. Thì Hương đảm bảo với mọi người, nếu như mọi người làm theo Hương, chắc chắn mấy bạn sẽ có cái sự thay đổi. Dù cho mấy bạn có thể là không đẹp như một cái người nào đó mà mấy bạn từng thấy, nhưng mà chắc chắn mình sẽ là cái phiên bản đẹp nhất và hoàn hảo nhất của mình. Thanh xuân của người phụ nữ ngắn lắm. Cho nên nếu như có thể, Nếu như có thể, xin đừng làm nhau đau. Thì mình vẫn phải là xinh đẹp, kiếm tiền, yêu bản thân mình. Chứ mấy bạn đừng có buông lơi bản thân mình, đừng có bỏ rơi bản thân mình. Người ta nói sống trong cuộc đời này không có thiếu ai mà chết hết, chỉ có thiếu tiền mới chết. Với lại một phần mình không có được bỏ rơi bản thân mình. Đây nha, ăn cái gì mà vẫn đủ cung cấp chất cho cơ thể. Thì đây là một cái loại bánh mì, nó gồm rất nhiều loại hạt. Mà bộ này á, người ta bán thường là có 100 mấy thôi, nhưng mà Hương ăn gọi là hạt gì cũng nhiều hết, cho nên là double lên là thành ra một ổ này là tới 200 mấy. Nhưng mà rất là ngon nha. Cái này là Hương mua trên Facebook, có người giao tới chứ không phải nhà làm. Nhưng mà ăn nó bánh mì thì ăn hơi dạng heo thì khi ăn không có mập. Bản thân Hương á là không ăn cơm lâu lắm rồi, không bao giờ mình ăn mì gói hay gì á. Tại vì mấy bạn biết sao không, cái thực đơn ăn rất là quan trọng nha. Nếu như mà mình ăn á mà không đúng, mà có tập luyện cỡ nào tập, nó cũng sẽ phá tướng mình. Tại vì á, rất quan trọng rồi cái dinh dưỡng không. Cho nên mấy bạn phải ăn đúng. Một ngày á Hương chỉ ăn có một cử thôi, ngoài ra là uống nước không. Còn lúc mà mình còn cho em bé bú á thì mình ăn với chế độ khác. Còn bây giờ hiện tại là không không còn cho con bú nữa thì sẽ ăn với chế độ khác. Đặc biệt khi ăn mấy bạn thấy không, rất là ốm. Mình ưu tiên rau nha. Rau muống, rau mùng tơi, muốn ăn rau gì đó thì ăn. Nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người. Ăn rau muống cũng được, rau gì cũng được hết. Bánh mì này thì Hương mua xong Hương bỏ ngăn đông á, rồi cứ khi nào ăn á thì mình gã ra. Nhưng mà á hả, cũng có bữa là không ăn, có bữa ăn chứ không phải là bữa nào cũng ăn bánh mì. Bánh mì thì ngon lắm, bánh mì nhà ăn là ghiền luôn á. Có nhiều bạn hỏi chỗ mua, không mua trên cái trang chị Facebook quên rồi ta. Mình có thể mua á hai cái ba cái, mình kêu nó sắp phanh cho mình xong bỏ ăn đông, ăn cái gì cũng không lại thôi. Bụng bữa nay cũng nhỏ nhiều rồi đó. Nói chung á, ai mà ăn được ấm ăn hương á rất là tốt, tại vì người mình nó nhiều năng lượng tích cực lắm. Để chia sẻ tiếp cho mọi người, một trong những cái món ăn mà để cho Hương giữ dáng và là gần như là không thể thiếu được luôn á, mà chị em phụ nữ nào Hương thấy là kiểu như chúng ta cũng phải thường xuyên ăn á, đó, đó là gì biết không, trái cây. Và ưu tiên cho những cái loại trái cây mà gọi là nó sao ta, nó thiên về cái độ chua nhiều hơn đó, hoặc là chua chua ngọt ngọt thôi. Chứ Hương thì cũng thích ăn đồ ngọt nhưng mà chỉ là lâu lâu thôi chứ không có ăn thường xuyên á. Đây là một cái loại trái nha mà bản thân mình cảm thấy rất là tốt. Bình thường á thì mình hay ăn là kiwi màu xanh,
Nhưng mà do dịch á thì đi kiếm cái kiwi màu xanh nó sẽ khó, cho nên là ăn đỡ kiwi màu vàng. Mấy bạn có muốn biết cái bí quyết mà chăm sóc tóc không? Tại vì có nhiều người hỏi Hương là sao tóc Hương dài dữ. Thật sự là mình là một cái người mà rất là thích tóc dài và không có nói tóc luôn á, tóc thiệt của Hương á. Mấy bạn có thể thấy không? Xuống được 20 mấy ký thì nè, nó nổi xương đồ lên hết và nó làm cho mình một cái dáng rất là gọi là gọn người, ok. Thì đối với Hương á, khi mà mình giảm cân á thì mình phải có một cái chế độ tập luyện, một cái chế độ ăn uống thích hợp. Bây giờ là Hương đang chuẩn bị tập nè, chuẩn bị tập thì á, vẫn như là cái bài tập Hương đã chia sẻ rồi, mọi người có thể coi ở video trước ha. Mọi người giảm cân nha, nếu như mà được á mọi người bỏ hẳn tinh bột luôn. Một tuần mình chỉ ăn nửa chén cơm thôi, là để cho nó cái đầu óc mình nó tập trung. Nhưng mà giống như Hương là Hương không ăn cơm luôn. Tại vì đó, mục đích của mình giảm cân, tinh bột á thì nó làm cho mình á gọi là dễ mập. Trong cái thời gian đầu khi mà bỏ tinh bột á, có thể là sẽ làm cho mấy bạn gọi là bị say sẩm mặt mày, bị này bị kia đồ ha. À, mỗi tối á, Hương thường hay livestream ở trên Beagle á. ID Beagle của Hương là Hồ Xuân Hương 38. Và Hương thường livestream mỗi tối 7 giờ luôn. Thì nếu như bạn nào mà muốn nói chuyện với Hương, hay là muốn hỏi Hương những cái vấn đề về phong thủy, hay là cần Hương xem tuổi cho hay cái gì đó, thì mọi người nhớ lên Beagle nha. ID Beagle của Hương là ID Beagle của Hương là Hồ Xuân Hương 38. Thì vô trong đó sẽ gặp Hương nha. Món này ngon rồi. Mấy bạn biết không, khi mà mình ăn trái cây, mình lựa những cái trái cây mà gọi là có vitamin C nhiều, thì nó sẽ giúp cho da dẻ mình sáng nè, đẹp nè. Thật sự năm nay Hương là 30 tuổi rồi đó, nhưng mà tính ra là trẻ hơn nhiều so với hồi đó. Mặc dù là bây giờ vẫn còn mập, nhưng mà Hương tự cảm thấy là Hương ốm nhiều hơn so với hồi xưa. Mập nhưng mà ốm hơn của Hương của ngày xưa, không ốm bằng mấy bạn khác thôi. Kiwi á là một cái loại nha, ăn rất là đẹp da. Và Hương thường thích ăn kiwi Việt Quốc, dâu tây, cherry, đu đủ, gì nữa ta, dưa lưới. Đó là những cái loại trái cây Hương hay ăn. Đặc biệt là Hương thích ăn cái bánh mì lúc nãy Hương chia sẻ đó. Bánh mì đó rất là ngon. Và cái quan trọng là mình phải vận động, tập thể dục mỗi ngày. Đối với bản thân Hương, từ khi mà Hương tập thể dục và cơ thể Hương gọi là gần như là nó thay đổi hoàn toàn nhờ tập thể dục, thì Hương rút ra được một cái kinh nghiệm cho bản thân của mình là có thể không ăn nhưng mà vẫn phải tập thể dục nha. Lúc nào cũng phải tập thể dục. Và nếu mấy chị mà ai mà có điều kiện á thì mình sắm một cái đồng hồ này. Tại vì cái đồng hồ này nè, nó sẽ đo được mình đốt bao nhiêu calo, hoặc là mình đi bao nhiêu bước, mình đứng bao nhiêu bước, hoặc là mình ngồi lâu quá, hay là cái gì đó, nó đều nhắc nhở mình hết đây. Các bạn nhìn Hương nè, thấy không, tay đồ của Hương ốm đi rất là nhiều luôn. Đây là đang quay bằng cam thường nha, nè, ốm đi rất nhiều. Nhưng mà Hương á, Hương chỉ thích là ốm nhưng mà gọi là sao ta, gọi là kiểu khô người lại, mỏng manh thôi, chứ Hương không thích mà đô, không có thích. Tại vì bình thường nhìn nó giống BD rồi, đô lên nữa chắc nhìn giống BD, thấy bà luôn á, không có thích lắm. Nhưng là Hương chỉ tập mà kiểu như là cho người Hương gọn lại thôi, chứ Hương không có thích kiểu mà đô be be, sợ giống bây giờ lắm mấy chị. Độ giảm cân của mọi người Hương quên nói nữa, thì khi mà mấy bạn ăn cái gì Hương không cần biết. Và đặc biệt có hai thứ là cực kỳ phải kiêng, tinh bột và đường. Tại vì mọi người biết không, khi mà mình cắt được đường thì gần như mấy bạn sẽ xuống cân rất là nhanh, và kiểu giống như là da dẻ mình cũng sẽ đẹp hơn, không còn đen, không còn sạm, không còn này, không còn kia. Tại vì theo như Hương tìm hiểu nha,
cái khẩu phần dinh dưỡng đó là Hương cực kỳ quan trọng luôn. Hương cực kỳ quan trọng cái khẩu phần dinh dưỡng, và ăn cái gì hoặc là uống cái gì Hương thường hay tìm hiểu rất kỹ trước khi ăn. Tại vì khi mà quyết định nạp một cái gì đó vô cơ thể thì Hương phải tìm hiểu rất kỹ, tại vì rất là sợ là gọi là bị bệnh. Tìm hiểu gọi là sợ mà mình tìm hiểu không kỹ thì mình sẽ mang bệnh này kia rồi, Hương rất là sợ. Tại vì mấy bạn hiểu không, thà là quan điểm của Hương thôi nha, thà là mình bỏ tiền ra để mình ăn đồ tốt chứ mình không có bỏ tiền ra để mà nằm bệnh viện. Cho nên cái gì mà tốt cho cơ thể thì tiền thì Hương thường là gọi là nạp vô cơ thể nhiều. Tại vì quan điểm của Hương, nếu bây giờ mình không tẩm bổ cho cơ thể mình rồi mình để tới lúc mình bị bệnh mình bỏ tiền ra mình nằm bệnh viện thì nó cũng vô đó, hay gì á hả, là bây giờ mình ăn uống khỏe mạnh còn để hơn là mình khi mình bệnh rồi mình nói chung là mình phải nằm bệnh viện, mình chi trả cái tiền phí cũng vậy. Tại vì theo Hương thấy quan điểm của những bạn trẻ bây giờ thích ăn đồ ăn nhanh nè, thích ăn đồ ăn ngọt nè, thích ăn đồ ăn mà gọi là đậm đà gia vị, thích nhậu nhẹt, thích hút thuốc, thích chơi những chất kích thích, thích bia rượu. Với Hương là tuyệt đối là không. Hương là ít có bia rượu, giống như là quanh năm suốt tháng, nhiều khi 3 tháng, 4 tháng có tiệc, có tùng gì đó thì uống một vài lon bia thì có, rượu thì never, không bao giờ hết, không bao giờ uống rượu. Còn hút thuốc cũng không nè, bia rượu chất kích thích là gần như Hương đều nói không với nó. Thường thường hay uống collagen, rồi những cái viên mà gọi là mọc tóc này Hương uống hà thủ ô. Đó, nói chung là ưu tiên đồ tốt cho cơ thể thôi, chứ không có nạp ba cái bậy bạ này nọ vô trong cơ thể. Tại vì rất là sợ bệnh, sợ bệnh và sợ cơ thể mình gọi là không khỏe. Khi mà Hương đi khám tổng quát, thật sự mà nói, kể cả bác sĩ cũng phải hỏi là tại sao mà hay vậy, cái người gì đâu mà không có một cái bệnh gì hết, mỡ máu cũng không, huyết áp cũng không, bao tử cũng không, nghĩa là cơ thể Hương hoàn toàn khỏe mạnh luôn đó. Cho nên là khi mà mình lan tỏa cái video này, mong rằng là mọi người cũng có thể xem được, và với những gì Hương chia sẻ mong là sẽ giúp ích được cho mọi người, cũng như là cho mọi người một cái kinh nghiệm sống, cho mọi người cái kinh nghiệm là cần ăn cái gì, cần uống cái gì. Trái cây thì là mình ăn rất là tốt, nhưng mấy bạn phải phân biệt được trái cây nào nhiều đường và trái cây nào ít đường, chứ không phải trái cây nào ăn cũng tốt nha mọi người. Đó thì đó là cái bí quyết của Hương ha. Còn nếu ai có muốn hỏi thêm cái gì nữa thì mọi người có thể comment rồi Hương sẽ làm thêm video. Thì trong cái bí quyết của Hương, ăn uống như vậy, tập luyện như vậy thì có kèm thêm thuốc giảm cân. Thuốc giảm cân của Hương là thuốc của Thái Lan, thì một liệu trình của nó là 850.000, mình sử dụng được tầm khoảng 3 tháng. Đó, cho nên chị em nào mình đang cần cái bí quyết giảm cân thì có thể liên hệ với Hương, thì Hương sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Hoặc là mọi người có thắc mắc cái gì mọi người cứ comment dưới video đi. Còn bây giờ mọi người đã xem xong rồi thì mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh Hồ Xuân Hương Office, cũng như là chia sẻ cái video của Hương nếu như mình cảm thấy hữu ích. Và mọi người ơi, đừng quên nhấn theo dõi nha, theo dõi để cho Hương có động lực, Hương làm được thêm nhiều cái video chia sẻ tới cho mọi người những cái bí quyết của Hương. Bye bye.